như đứa cắt chọc như này, có người bảo là trông như thằng trẻ danh, trông như thằng trẻ con. Rồi là mấy bà ở quê thì bà bảo là tại sao con lại cắt chọc thế, ở quê chỉ có một là nghiện, hai là đi tù mới cắt thế thôi. Rồi cái tiếp theo của đội nhóm S cần sửa đấy là học cách ra quyết định nhanh, ra quyết định nhanh phải như cái đội nhóm nhóm D ấy. Nhóm D là cứ quyết đã đúng không, xong rồi tính, tức là bắn xong mới ngắm. Còn đội nhóm S là ngắm xong mới bắn thì nó lâu. Khi mà các bạn bắn xong mới ngắm ấy thì các bạn bắn được nhiều phát rồi, bắn được 3 4 phát rồi thì thằng khác mới bắn, thì có khi ba trong 3 4 phát của mình đã có phát nó trúng rồi. Còn ông kia ngắm mãi mới bắn thì nó chậm hơn và chưa chắc nó đã trúng. Thì đấy là học cái cách ra quyết định nhanh. Thực tế là như này anh chị, đấy là khi mà chúng ta ra một cái quyết định, chúng ta làm một cái việc gì đấy, nếu như cái việc đấy thất bại thì chúng ta có kinh nghiệm, đúng anh chị, có bài học. Nếu việc đấy mà thành công thì chúng ta có tiền bạc, có danh vọng đấy. Nhưng mà nó lãng phí nhất ở cái khoảng thời gian đấy là chúng ta cứ đắn đo làm hay không làm ấy, thì cái khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian lãng phí, mình chả có kinh nghiệm, mình chả học được bài học gì, mình cũng chẳng có tiền, chả có danh vọng gì. Thì gì đấy là anh chị em cứ quyết đi. Và một cái tư duy nữa đấy là cái việc gì ấy mà các bạn đã suy nghĩ rất lâu giữa cái lựa chọn A hay B thì A hay B đều được, A hay B đều được nhá. Nếu việc gì đã suy nghĩ rất lâu mà chưa biết chọn A hay B thì A hay B đều được. Bởi vì thực tế là như này, nếu như mà cái phương án đấy nó rõ rõ ràng luôn, các bạn đã đo lường được luôn, đã thấy cái gì hiệu quả luôn thì các bạn đã quyết được rồi. Còn bây giờ là bởi vì là hai cái đấy nó có giá trị như nhau cho nên các bạn quyết cái nào cũng được. Thì người ta nói là không có lựa chọn hoàn hảo, chỉ có cái lựa chọn nào mình quyết định nó, sau đó mình biến nó thành hoàn hảo thôi. Thì đấy, đấy là dành cho đội nhóm S nha. Các bạn cứ quyết mạnh mẽ này thì các bạn sẽ nhận được cái thành quả nó sớm. Còn có trì hoãn ra quyết định thì lâu lắm. Đấy, hay ví dụ như là nhiều anh chị là bây giờ đang làm một cái công việc gì đấy và các bạn cứ đắn đo với cái việc là có nên ra để mở một mô hình kinh doanh, mở một cửa hàng hay là đầu tư vào một cái gì đấy. Nhưng mình cứ đứng nghĩ, thì trong khi mình nghĩ thì thằng khác nó đã làm được 3-4 lần rồi, nó thất bại được 3-4 lần rồi. Thì bây giờ nó bắt đầu lại thì nó hơn mình kinh nghiệm ở 3-4 lần đấy rồi. Còn mình là bắt đầu từ con số 0. Thì anh chị em cứ quyết nhanh lên nha, suy nghĩ nhanh nha. Rồi khi mà khó ra quyết định quá thì có ba cái câu hỏi sau đây để anh chị em mình dễ ra quyết định hơn. Câu hỏi đầu tiên, đấy là phiên bản tốt nhất của mình sẽ quyết định như thế nào? Trong trường hợp này phiên bản tốt nhất của mình sẽ quyết định như thế nào? Bây giờ ví dụ như đội member sắp tới là đi du lịch Fansipan đúng không? Không phải đi du lịch mà đi leo núi, vượt qua bản thân. Và nhiều bạn cứ đắn đo là không biết đi hay không đi. Hôm trước cứ bị mấy chị dọa cho là dạo này là thời tiết nó mưa nhiều rồi nó sạt lở các thứ. Sợ là cứ đắn đo đi hay không đi. Thì các bạn đặt câu hỏi là phiên bản tốt nhất của mình trong trường hợp này sẽ quyết định như nào? Thì nhiều khi phiên bản tốt nhất của mình nó sẽ bảo là đi đi. Tôi đủ mạnh khỏe, tôi đủ mạnh mẽ, tôi dám đương đầu, đi đi. Câu hỏi thứ hai đấy là trong trường hợp này thì những cái người hàng đầu người ta sẽ nghĩ như nào? Người hàng đầu sẽ nghĩ như nào? Top 1 ấy, người hàng đầu sẽ nghĩ như nào? Tức có một cái bài học rất là đắt giá. Đấy là trong cái thời điểm Covid ấy. Trong cái thời điểm Covid thì các doanh nghiệp thì đều băn khoăn giữa cái việc là bây giờ mình tiếp tục gồng. Gồng tức là tiếp tục thuê văn phòng, tiếp tục trả lương nhân viên, hay là bây giờ sẽ trả văn phòng, sẽ đóng cửa, sẽ hạn chế bớt cái tiền mình phải chi trả cho những thứ nó cố định, rồi là sa thải bớt nhân viên. Thì mình đắn đo giữa hai việc đấy. Đấy, xong đấy thì mình được một người chị này thì có kinh nghiệm tầm khoảng 20 năm trong lĩnh vực bất động sản rồi. Bà nói mình một cái câu là em trả văn phòng đi, bình dân sống cả đời em ạ. Mình vẫn nhớ mãi câu đấy. Đấy, nhưng lúc đấy ương với văn phòng thì mình vừa mới set up xong. Đợt đấy là thuê văn phòng ở trên chỗ Nguyễn Khang ấy, cái tòa đấy 9 tầng. Thuê văn phòng xong, vừa set up xong mấy tỷ xong, nó đang đẹp. Mỗi một sáng đến rồi thấy văn phòng đẹp lung linh, thấy thích lắm. Đấy, vừa mới mở được 2-3 tháng xong rồi bây giờ bảo là đóng lại. Thì tiếc không đóng, gồng thêm 6 tháng nữa. Thế là mỗi một tháng mất tầm khoảng 300 triệu, 6 tháng hay bay ngay 2 tỷ, chả giải quyết cái gì. Thì đấy là cái sự lãng phí mà mình không nghe lời của cái người hàng đầu ấy. Đấy thì đáng ra trong trường hợp đấy thì mình cần phải hiểu là mấy ông hàng đầu của ông ấy làm như nào. Thì sau đấy mới biết là mấy cái vị tốt đầu hay các vị khôn, đúng là đội kinh doanh nhiều năm ấy, đầu nó có sỏi ấy, khôn lắm. Chớm thấy dịch cái nha, là bà có bao nhiêu văn phòng là bà trả hết. Bà chỉ thu về mỗi một cái văn phòng
Mà cái văn phòng đấy là cái văn phòng mà bà set up to nhất, đẹp nhất, thì lôi hết quân về đấy để ngồi. Thì sau này mình hỏi những cái bên đơn vị khác ấy, những cái ông mà gạo cội trong ngành ấy, các ông cũng làm thế hết. Nó chỉ chớm ngửi thấy mùi khủng hoảng thôi là nó đã có phương án rồi. Mình thì lơ nga lơ ngơ ấy, xong rồi còn cố gồng, xong rồi đấy thì trả giá cho cái việc đấy. Thì anh chị em trong trong những cái việc mà mình không biết quyết như nào ấy, thì xem cái ông khôn nhất, cái ông cáo già nhất, xem cái lãnh đạo hàng đầu người ta quyết như nào, phải rất nhạy cảm với cái đấy. Rồi cái thứ ba, đấy là bạn sẽ làm gì để 10 năm tới không hối hận? Làm gì để 10 năm nữa không hối hận? Ví dụ như là bây giờ mình phải gặp một cái khách hàng mà sắp tới mình sẽ chốt một hợp đồng rất lớn, mang về rất nhiều doanh thu. Mình phải cân nhắc giữa cái việc là ở hôm nay mình đi gặp khách và hôm nay là lễ tốt nghiệp của con. Con mình nó rất muốn mình xuất hiện ở trong cái lễ tốt nghiệp đấy. Thì bây giờ mình chọn tiền hay chọn con thì nó khó. Thì bây giờ anh chị em hỏi là mình hãy làm gì để 10 năm nữa mình hối hận, mình không hối hận. Đấy thì anh chị em sẽ có câu trả lời tốt hơn. Có thể thời điểm đấy các bạn đang rất là cần tiền, thì các bạn chọn là mình phải đi gặp khách, nhưng có thể các bạn sẽ nghĩ là mình phải đi với con để 10 năm nữa mình không hối hận về cái quyết định này. Thì đấy là ba câu hỏi để anh chị em dễ ra quyết định hơn. Rồi cái sự mình tiếp theo đội nhóm S, đấy là chủ động kết nối. Đội nhóm S thì hay bị cái là ngại giao tiếp, đúng không? Ngại giao tiếp, ngại mở lời, ngại kết nối. Tức là mấy ông nhóm S rất hay nhá. Nếu như mà phá băng được ấy, nếu như mà mình đến, mình chủ động, mình đến, mình làm quen với mấy ông nhóm S ấy, thì mấy ông nhóm S rất là hiền lành, rất là thân thiện, rất là nhiệt tình, đúng không? Nhưng mà tự dưng để họ kết nối với mình, họ không kết nối. Thì đấy, mấy ông nhóm S là cần phải học cái cách là chủ động kết nối, thì các bạn sẽ có nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp hơn. Rồi tiếp theo nữa, đấy là một cái sửa mình rất là quan trọng của đội nhóm S ấy. Đấy là các bạn cần phải quyết liệt với mục tiêu. Quyết liệt với mục tiêu. Học cách quyết liệt với mục tiêu. Đội nhóm S là hay hay từ bỏ mục tiêu. Quyết liệt với mục tiêu nhá. Thì có thể lúc đầu các bạn đặt mục tiêu, xong về sau vì cái lý do gì đấy các bạn rất dễ để các bạn từ bỏ. Đấy, với nhiều lý do, ví dụ như là định ra mở cửa hàng kinh doanh nhưng mà bây giờ vợ mình không thích, chồng mình không thích, ông bà không thích. Xong đấy mình bỏ. Thì anh chị em đã đặt ra cái gì thì quyết liệt. Hoặc là dự định là chạy 3 km. Đấy, nhưng mà chạy 2 km là trong đầu nó cứ vang lên là thôi chạy thế thôi, thế đủ rồi. Mệt lắm rồi, cơ thể báo động rồi. Thì bây giờ học cách quyết liệt mục tiêu nha. Thì các bạn hiểu là đấy, mình là người nhóm mét, là cái năng lượng của mình nó như thế. Rồi cái tiếp theo đấy là tự tin vào bản thân. Đội nhóm mét là tự tin vào bản thân. Mấy cái người người ta chả có năng lực gì, người ta còn đang dám tự tin vào bản thân. Trong khi đó mấy ông nhóm S thì rất là sâu sắc, rất là thấu hiểu người khác, mà lại còn không tự tin vào bản thân. Rồi để tự tin vào bản thân thì các bạn cần những cái thứ sau. Thứ nhất là các bạn phải yêu chính mình, yêu những cái quyết định của mình, yêu cái góc nhìn của mình. Nhiều khi mình lựa chọn xong, ví dụ như là hôm nay trưa nay đi ăn, mình chọn một cái quán này để cho đội ngũ của mình đi ăn, anh em mình đi ăn, xong mình cứ nghĩ là không biết mình chọn cái quán đấy thì anh chị em có thích không, mà ăn nó có hợp không. Mình cứ cứ phải suy nghĩ rất nhiều ấy, thành ra mình bị mất tự tin ấy. Thì bây giờ các bạn hiểu là mình phải yêu chính bản thân mình, yêu cái quyết định của mình, yêu cái gu thẩm mỹ của mình. Đấy, mình nghĩ là ăn ở cái đấy, chỗ đấy là ngon, chỗ đấy là tuyệt vời, thì mình tự tin mình dẫn các bạn đến để các bạn trải nghiệm. Thì nhiều khi là cái sự tự tin của mình ấy, nó cũng quyết định là đến cái cảm nhận, cảm giác của người ta là ăn có ngon hay không. Rồi cái thứ hai là đừng so sánh mình với người khác. Bạn chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua thôi. Còn so sánh với người khác thì núi cao sẽ có núi cao hơn. Mình luôn đau khổ. Cái hành động so sánh bản thân mình với người khác ấy, đấy là cái hành động vô bổ nhất thế gian này. Các bạn biết điều đấy không? Ngày xưa cái lúc mình chưa nhiều tiền ấy, thì mình nghĩ là có những cái đứa mình rất ghét nhé. Đấy, xong mình nghĩ là sau này bố mày phải giàu lên để cho mày biết. Xong đến lúc mình nhiều tiền rồi ấy, mình không quan tâm đến nó nữa luôn. Mình không còn nghĩ gì về nó luôn. Anh chị em có cảm giác đấy không? Đã từng trải qua chưa? Đấy thì cái việc mình so sánh với người khác là không nên. Cái nữa là nhiều khi mình so sánh ở cái góc độ đấy là mình lấy cái sở đoản của mình ra ấy, để mình so sánh với sở trường người khác ấy, thì mình thấy đau khổ. Ví dụ như này, các bạn thấy Đức là có cái kinh nghiệm ở trong lĩnh vực kinh doanh, trong lĩnh vực phát triển con người, các bạn cứ bảo là ui thầy giỏi thế, thầy siêu thế, bao giờ mới được như thầy. Thì thực ra là các bạn giỏi lĩnh vực khác. Ví dụ như các bạn từ trước giờ các bạn dành rất nhiều thời gian để nuôi con chẳng hạn. Đấy thì các bạn
rất là hiểu biết về việc chăm con nuôi con, về đẻ ba bốn đứa rồi thì rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Ấy thì các bạn phải nghĩ là à, mình nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con, còn ông Đức là ông nhiều lĩnh vực trong nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ đơn giản thế thôi. Chứ không có việc gì mà phải tự ti rồi là phải là quá là thần thánh hóa người ta cả. Mình có cái điểm mạnh của mình và người khác có cái điểm mạnh của họ. Thì lúc nào mà mình cần cần cái yếu tố đó từ họ thì mình đến mình học họ, chỉ đơn giản thế thôi. Thì anh chị em sẽ tự tin vào bản thân hơn. Cái tiếp theo đấy là đừng để người khác định nghĩa bạn. Mình sống theo cái cách nhìn của mình, cái góc nhìn của mình, cái tư duy của mình. Đừng để người khác người ta định nghĩa mình. Như đứa cắt chọc như này, có người bảo là trông như thằng trẻ ranh, trông như thằng trẻ con. Rồi là mấy bà quê thì bà bảo là tại sao con lại cắt chọc thế? Ở quê chỉ có một là nghiện, hai là đi tù mới cắt thế thôi. Không, con là con không nghiện, con không đi tù. Còn trẻ ranh hay không thì các bạn nói chuyện, các bạn làm việc với tôi thì các bạn biết. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh các bạn không định nghĩa được tôi đâu. Thì cái này anh chị em học cái lớp thao túng ấy thì sẽ hiểu hơn đúng không? Mình không dễ dàng để người khác thao túng, để người khác quyết định mình đâu. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.